Yeah.
Để đồ chở một xe củi. Nhanh nhá. Biết vừa nãy họ trở lên mình bảo là kiếm tí tiền sang anh trên này. Cái thằng ngùng ở cái kia. Nó thấy nó đi xe máy lên, nó dùng xe ba bánh lên. Nó định nó xe ba bánh kéo lên. Sao mà lên được? Kéo lên được, mẹ không nông không bò hết tầm cũng đéo lên được này. Chắc không chở xuống. Chắc còn phải chở xuống còn khó này, không phải đơn giản đâu. Em đi đi sang Nam cũng bán được chưa nhỉ? Bốn năm rồi. Thank you.
một tí. Dưới đây đây. Đầu kia. Dưới mọc ở dưới mà. Nào bên kia móc á. Móc đúng dưới à? Móc đúng dưới đấy. Ở dưới, móc ở dưới. Thì có cái khế không? Lúc anh không phải trộn qua đâu, anh móc từ ngoài vào á. Thế không? Thì đi từ từ thôi. Không ngại đâu. Đi từ từ thôi. Cắt một tí để vào trong khúc cua thì không nguy hiểm lắm. Hai tờ 1 triệu à? Vâng. Ừ, ok nhá. Bắt tay đi. Cảm ơn nhá. Rồi, vâng. Ok nhá. Vâng. Để mai là về chở cho một chuyến nữa nhá. Rồi.
Lùi nữa, lùi đi, đây giờ học rồi, bây giờ. Thấp hết được rồi mà. Bây giờ lại ban bên này.